Đó, mấy kiểu kẹo cậu lúa đang ra để chắc lúa lên nha các bạn. Rồi, mấy cậu lúa chuẩn bị gom lúa các bạn ơi. Đó, mấy bạn thấy cảnh đẹp quê mình rất là đẹp không? Lúa chín vàng đồng rất là đẹp, màu vàng chanh rất là đẹp luôn bạn. Đây thì chiếc máy cắt lúa nó đã rất là xa rồi. Rồi chú hai đang cắt cỏ sót, ôi cắt lúa sót đây nha bạn, xin lỗi. Rồi, theo cái lần bánh của máy cắt nó đạp xuống rồi. Đó, xa xa cái mấy cây cắt đang chạy vô nha các bạn ơi, rất là đẹp màu lúa kìa. Đẹp cực kỳ luôn. Ba vụ hả chú? Ba vụ. Cắt rồi thì xả lại luôn. Ừ. Dài quá dài. Dục ruộng hồi sinh xem. Xa xa đang chạy vô các bạn. Ba lưỡi.